Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai câu lục bát này không biết từ bao giờ đã thâm sâu vào tâm tưởng của mỗi người chúng ta, giản dị chất phát như tuổi ấu thơ, gần gũi như chính hơi thở của mình, tha thiết như hồi chuông ngân giữa giờ tĩnh mịch, và rất thật như sự hiện hữu của đất trời. Người xưa đã thử khái quát công cha nghĩa mẹ bằng những ngôn từ mộc mạc nhưng đầy hình tượng lớn lao như thế đó. Hai câu thơ đã trở thành ca dao, là lời ru đồng đàn lưu truyền từ đời này sang thế hệ khác. Nhưng những người con của cha mẹ kính yêu vẫn cảm thấy nó chưa thật đầy đủ, vẫn muốn tô điểm cho càng thêm tuyệt đẹp chân dung của hai đấng đã tạo nên và nuôi dưỡng con cái bằng chính máu thịt công sức của mình, bằng vô vàn nỗi gian truân, hy sinh không bờ bến. Ngôn từ của lòng hiếu thảo, dù thô sơ hay hoa mỹ như thế nào đó, tự chung vẫn là những tình khúc chân thật nhất của nhân loại, bởi nó bắt nguồn từ đáy tâm hồn của chúng ta. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đêm cuộn buồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết sơ ca. Cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình đầu. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha. Nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi.
ông Trần Đức Dũng. Về quy tiên tổ, chúng tôi nhận được tin gia đình báo hồi quy chúng tôi về tại gia trung tụng kinh cầu siêu cho chân linh Tân Biên Tịnh. Ông Trần Đức Dũng được siêu sinh tịnh độ, khóa lễ được bắt đầu. Kính nhờ tâm kính lễ thả phương phá giới thường trụ tam bảo, nhớ tâm kính lễ thả phương phá giới thường trụ tam bảo, nguyện hướng nguyện vân biến văn thầm phương giới vô biên thần độ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, làm tròn chữ hiếu mới là nạo con. Từ hàng ngàn đời nay, đạo nghĩa ấy đã được ông cha ta truyền tụng từ đời này qua đời khác, và đã đúc kết lại bằng những vần ca dao bất hủ. Đó cũng là điều kiện cần và đủ để trong tiến hóa ta mới hoàn thiện thành người. Dãy Thái Sơn hùng vĩ cao vời vợi là dáng dấp mà các bậc tiền nhân lấy đó làm biểu tượng và nhân cách hóa, lấy đó làm vật đối trọng để rồi so sánh với công sinh thành dưỡng dục của người cha. Như vậy mới thấy được rằng tình cha ngút ngát mây trời chẳng thể lấy gì mà đong đếm được. Bởi trên đời này ai cũng chỉ có một người cha. Tình thương yêu của cha đối với con cháu thường sâu xa lắng đọng. Phong cách giáo dục của cha mang tính chiến lược lâu dài, xuyên suốt qua nhiều thế hệ. Tình thương cho con là tất cả, là nỗi niềm ấp ủ cuộc đời cha. Trắng thâu đêm cha ngồi thao thức, thắp sáng đèn lo hạnh phúc cho con. Đến đây đã làm chu viên hoàn tất, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình tăng quyến. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
theo phong tục cổ truyền của người dân Đô Lương, đạo Phật ở nơi đây, lễ nhập quan là do nhà sư hay ông thầy điều chỉ. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được siêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh bồng lai, và cũng cầu mong cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình hạnh phúc. Giờ khâm niệm nhập quan với phong tục của người Việt Nam ta, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới, xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh, để rồi một mai khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của người cha, người anh, em, chú, bác mình lần cuối, để rồi ngày mai, ngày kia, mãi mãi chia xa. Ah!
mời tất cả trên du khách cùng xuống. Thật đúng là cây có cội, nước có nguồn. Mà nước có nguồn về dòng sông mới chảy, cầu vàng phu cho tới bậc thánh hiền. Không có tổ tên ông bà cha mẹ, sao cháu con nên tên người. Trước khi vào buổi lễ quốc tang, xin trân trọng kính mời một vị đại diện của hội tộc họ Trần nên châm hương cầu ý thần tiên từ đường cầu nguyện. Xin trân trọng. Thank you.
phục thương bình thân. Tại chỗ thì nhận Phật đa phục. Chị thường muốn phục chi nhân là con người ta sống và thác đi là trên người để cho nhau năm ngọt tan. Ta là bảo quả phủ chịu ba năm tan chồng. Các con là con trai, con gái, con dâu chịu ba năm tan cha. Thử phụ nhất đến chi tăng là con rể, anh em con chú con bác chịu một năm tăng. Cổ người chi tăng là con cầu là con bác con dì mang 9 tháng tăng. Ngũ người chi tăng là chó cô chó cầu, chó bó chó dì mang 5 tháng tăng. Tiên mang phục tăng là nơi phục sự của dòng tộc họ Trần mang 3 tháng tăng. Kính thưa chân linh ông Trần Đức Dũng, giờ này các cháu trả nghĩa cho người ông, người cha kính yêu qua thật giờ. Ông lên thêm ở sức giới vàng phù hộ độ trì cho vợ cho con, cho thân tộc loài ngoài cũng như bà con tình làng nghĩa xóm, mọi người về thăm viếng ông chiều ngày hôm nay. Và giờ này xin trân trọng kính mời một vị đại diện của đầu tộc họ Trần nên có lời cảm ơn bà con tình làng nghĩa xóm và đưa tang cho gia đình và con anh em các cháu nội ngoại trong thân và chân linh ông Trần Đức Dũng trở nay. Xin trân trọng kính mời ông tổ chức lễ tang. Kính thưa các cao cấp lãnh đạo đảng chính quyền địa phương, kính thưa các cụ công vô cả cùng cả hai bên nội ngoại cùng bà con hàng xóm. Hôm nay cho đồng hòa của tôi là ông Trần Đức Dũng đã trong tiên tổ, ông là một người rất nhiệt huyết rất nhẹ trong dòng tộc của chúng tôi. Khi trong gia đình báo tin, chúng tôi rất là cảm động. Nay ông đã về già, theo tiên tổ nên được chúng tôi đại diện cho dòng tộc họ để xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể hai bên nội tộc và ngoại tộc cùng toàn thể bà con hàng xóm đến chia buồn cùng với dòng tộc họ chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn hết, tôi xin thay mặt cho dòng tộc họ xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và cùng toàn thể bà con hàng xóm. Bây giờ là đến giờ phát tang, tôi đại diện cho dòng tộc họ để lên phát tang cho hai bên nội ngoại cùng và toàn thể các con các cháu trong dòng tộc họ. Ông Hoàng đã, bà Hoàng muốn bạn kìa, bà Hoàng đây mình trông. Rồi con cháu và thân nhân trong gia tộc gạt lệ rơi, nhận những tấm khăn tang màu trắng màu vàng. Người đội khăn tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con lấy đạo nghĩa làm trọng. Những dải khăn tang còn để trên bàn thờ hay xếp gọn trên linh cữu là những người thân chưa kịp về chịu tang. Những nỗi đau quặn xé lòng con cháu, không gian mịt mờ hương khói trong ánh sáng của những hàng nến lung linh mờ ảo, trong điệu nhạc lâm khúc bi ai nức nở xót thương. Thật là trắng những khăn tang, trắng mái đầu, trắng màu áo trắng trắng thương đau, trắng màu nắng mới bên hiên vắng, trắng cả chiều hôm, trắng đêm thâu. Thank you.
cha ơi. Giờ đây có biết nỗi xót thương tràn ngập bên người, cảnh biệt ly lòng dạ rối bời, trời bỗng nổi phong ba bão táp. Cha đã yên vị trong cỗ quan tài sang trọng, chúc người yên giấc mộng ngàn thu. Cha ơi, khi hay tin cha đã qua đời quy tòng tiên tổ, thì bà con lối xóm, quý khách gần xa, sắp xếp trăm công ngàn việc mà không quản ngại đường xá xa xôi, và dành thời gian công sức đáng kể để thăm viếng, chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự hiện diện của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu trong gia đình ghi lòng tạc dạ cùng cúi đầu xin được bái tạ. Các đoàn đến đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm dạ tần ngần, con cháu đáp lễ bội phần, chia sẻ bi khúc trời xuân nhạt nhòa. Linh thiêng ở chốn gần xa, thấu trăng tình cảm mọi nhà viếng cha. Khói hương phảng phất hư không, xin ghi khắc lại tấm lòng gửi trao. Tình quê nghĩa họ dạt dào, chốn bao nhân bản đời bao tấm lòng.
tăng quyến cảm tạ tấm lòng, cúi xuống ghi nhận, ngàn trùng bái ghi. Âm dương cách biệt chia ly, người về chín suối phục quy thổ thần. Người dương thế cả xa gần, anh em con cháu bội phần tiếc thương. Và
con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Được tin cụ, được tin ông 250 quy tòng tiên tổ. Bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia tăng quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Đời cha từng trải gian lao, vì con mà cha đã phải vượt qua bao nhọc nhằn. Lời cha dạy con đinh ninh trong dạ, ơn nghĩa cha ví tựa núi sông, làm tôn quế tử tươi hồng. Cha ơi, công dưỡng dục ví bằng biển cả, ơn sinh thành ví tựa non cao. Những mong báo đáp công lao, giờ đây con biết tìm cha nơi nào. Cha ơi, đâu còn thấy bóng của cha ra vào nữa. Thank you.
Trần Đức Phúc. Kính thưa Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi xã Đại Bản. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng họ hàng thân quyến của gia đình hiếu chủ. Kính thưa ban tang lễ. Hội Cựu chiến binh đoàn 554 huyện An Dương là bàn chiến đấu chung của chiến hào. Anh đã từ trần vào hồi 0 giờ 10 phút ngày 9 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 66 tuổi. Hôm nay chúng tôi về đây, anh không còn nữa, xin có vòng hoa tươi thay lời chia buồn tới gia đình, nén hương lời viếng tiễn anh về nơi an nghỉ cõi vĩnh hằng. Xúc động bùi ngùi tất cả tấm lòng quận trị vẹn tình đồng đội, mong gia đình vượt qua nỗi đau thương mất mát, vơi đi nỗi buồn, ổn định cuộc sống. Thành kính xin chia buồn cùng gia đình. Mặc niệm bắt đầu. Sư thường bảo cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng dục của cha, của mẹ không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây, chúng con quỳ bên cha, tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn với cha đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Tóc bạc đi cho con cháu tóc xanh, tóc bạc đi để lo lắng cho các con, các cháu của bốn phương trời góc biển. Cha mẹ vất vả cả cuộc đời, hiểu như thế, biết như vậy. Và chúng con hôm nay là con người, nên hôm nay quỳ bên cha, chúng con cầu mong sự tha thứ của cha cho những đứa con vì cuộc sống không được nâng giấc cha khi cha đã ở độ tuổi thất thập cổ lai ly. Chúng con hứa với cha dưới mái nhà này đây, khi không còn cha, chúng con sẽ gắng làm tất cả những ước nguyện của cha và không để người đời chê trách. Đời cha đã trải qua bao nhọc nhằn vất vả để nuôi dạy chúng con, những mong cuộc sống chúng con đẹp thêm như hoa thêm nụ. Vậy mà hôm nay đây nhớ lại, xem thử bản thân mình, chúng con còn thấy nhiều điều sai sót. Được nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp, đây là việc làm chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Thật xót xa và ân hận cho mỗi người con chưa đến với cha kịp thời, khi cha đang cần tấm lòng trời biển của các con. Cha hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con những lỗi lầm cha nhé. Chúng con hứa với cha, chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của cha mẹ, và cha mãi mãi là người cha bất tử của chúng con. Cuộc đời cha thấm gió sương để mãi mãi đậm hương vị ngọt ngào.
công này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì sao trên trời. Cho con
trăm năm suốt cuộc đời. Mừng cha vẫn khỏe, vẫn vui tươi. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chẳng là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, còn đâu tâm sự nữa cha ơi. Vĩnh biệt cha, chúng con có mấy lời. Ngót một trăm năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nếm ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thống thiết, chân thành con chỉ biết khóc trong thơ. Dù như suối mát trong để con được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương luôn soi đường cho con đi mãi. Con đã được nuôi nấng với bao tình thương cha mẹ đã dành cho con hết. Suốt cuộc đời sương gió nắng mưa ngày đêm lo cho con cuộc sống ấm êm. Rồi thời gian trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấu ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó. Con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt
canh thâu mẹ lúa vỗ vàng. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con, sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Những lời dù của mẹ năm xưa dịu dàng đâu đây bên con, cho dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người. Lời mẹ dù như suối mắt trong, con vẫn được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương, vẫn soi đường cho con bước đi. Trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấu ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó. Con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt cánh thâu mẹ luôn vỗ về. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con, sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Những lời dù của mẹ năm xưa vẫn dịu dàng đâu đây bên con, dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người. Lời mẹ dù như suối mắt trong, con vẫn được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương, vẫn soi đường cho con bước đi. Đây là nỗi thương, nỗi đau không gì bù đắp nổi. Đối với con cháu trong gia đình, đối với bà con trong thân tộc, nội ngoại đôi bên. Than ôi gió thổi nhà huyên, mây che núi vĩ. Âm dương từ nay đôi ngả xa vời. Sương bay chớp lóe bạch vân nghi ngút cõi phù sinh, nến tỏa hương thơm án tỏa hắt hiu đổ sự tử. Thật đau xót lắm thay trồi huyên gió bẻ, cõi trăm năm sao khéo hẹp hòi. Than ôi trên tòa bảo vụ lác đác sao thưa, trước chốn giao trì tờ mờ mây hóa. Cơ tạo hóa làm chi ngang ngửa thế, bóng khích câu khen khéo trêu ngươi. Chữ cương thừa nghĩ lại ngậm ngùi thay, tình hiếu điệu chưa yên thỏa dạ. Ơn nuôi nấng áo dày cơm nặng biển trời, khôn xiết mấy công lao. Nghĩa sớm hôm ấp lạnh quạt lòng, tớ tóc những niềm chưa trả. Ngờ đâu nhà huyên khuất nối, trời mây cách trở muôn trùng. Trời tối mờ sương âm dương xa vời, đôi ngả.
trông xe hạc lờ mờ ẩn bóng, cắm cảnh cuộc phù sinh chưa mấy, gót tiên du đã lánh cõi trần lai. Nhưng hôm nay cả phố quê và họ Mạc gia đình, hoa lá cỏ cây như cũng sụt sùi rơi lệ. Tử biệt sinh ly là xót xa xiết kể, đau thương này thì trời bể cũng khôn đo. Mong linh hồn của ông, mong linh hồn của cha hãy thấu cho tấm lòng hiếu thảo của con cháu. Cầu cho linh hồn người được siêu thoát thảnh thơi. Lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng chăm lo. Ngày tháng thơ dài bên mái tranh nghèo đầy tình thương, nhớ hoài hình bóng cha già cho con coi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã quá xa về cuối nẻo đời, mất cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa hơn. Không biết sao để viết thành lời. Ơi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha ơi. Lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thâm cuồng chăm lo. Tháng thơ dài bên mái tranh nghèo đầy tình thương, nhớ hoài hình bóng cha già cho con thôi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối nẻo đời, mất cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa. Mất cha rồi con mới hiểu không đau thương.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, giờ này quý đạo hữu đã hợp với về cư chúng ta chung để lên ông phá lễ cầu siêu tống trung di quan chuyển cứu và tiến đưa chân linh ông Trần Quốc Dũng hợp 66 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chiếu bên ngũ hành dài không độ nhớ thiết thọ ánh xa lời tự sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thủ thường anh thuốc diệt phục như tịch xa lời tự thì chư pháp không đương bất sinh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thì không thường kiêu kinh niết bàn căn thế chư Phật y bát nhã ma ha bát nhã ba la mật đa đề tự chúng đẳng nghiệp lực chướng ma thần chi sắc thở linh căn luôn tự nhiên trí pháp vương tự giữ kỳ đồng ân ngũ thập kỳ bồ tát tương tăng tòa khởi định đế phật túc nhi bạch phật ngôn ngã hướng văn tích thằng hà sa kiếp hưu phật xuất thế danh vô lượng tăng bát nhân độ chúng sinh tiểu phẩm hàm linh đăng bỉ ngàn na công phương cực là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô tây phương cực là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a nhất tâm của bà đạo phụ cũng như các con để mời ông chào con người lễ con đoàn bát nhã sáng ngày hôm nay bà đạo phụ là người vợ của ông nhất tâm cũng như các con để trả nghĩa cho người chồng người cha người ông mà cả cuộc đời ông đã vất vả chúc Phật dạy ta chú đạo lòng con. Lòng con chữ hiếu vẹn tròn công ơn cha mẹ sánh ngang bên trời. Này cho con chắp tay cầu đức Phật dẫn đường chỉ lối. Đã chuông hoàng ông trần đức giống được xưa phát hành tôi. Mà đừng cười não trên mùa cục mình mà lắng tai nghe não dẫn tích cho hay.
A Di Đà Phật. Ấy là vô thần công thì người dành tới cày cũng chỉ sợ vì muôn dân đối pháp. Vô ngô thần thì tiền ban đầu pháp cũng chỉ mong được thực thức minh tưởng. Đối lòng thay thì chắc cũng chẳng mạnh nổi được tay trèo. Hay lời thế gian có đặt ra là bất thực thì mới vực được đầu. Thấy quý khách cùng con cháu ông sáng nay có lòng kính lão thì lão cũng gắng sức ra công để lão thúc đẩy con đò bát nhã đưa chân linh ông Trần Đức Dũng hưởng 66 tuổi về lên cõi Phật được siêu sinh thành độ. A Di Đà Phật. Vậy là đò bát nhã đã cập đến Tây Thiên. Vậy là chúng bảo đại đất ác người trầm xa mà những hào quang giảm cả muôn phương. Nhờ ơn đức địa càng quân mở ra bên tế độ cứu đường trầm lưng chúng của hải muôn lần ơn đã chảy cõi Tây Thiên từ tài thành thơi. Bụi trần nay rú sạch rồi mà vong linh từ tài nghe lời mời khuyên. Nhờ các vật hồn nay nên bảo trợ hãy ghi lòng tạc giả cho hay. Bao nhiêu tiền đáo xưa nay quan thiên rửa sạch từ dày thành thơi. A Di Đà Phật. Mời cả gia đình ta chắc tay lên để đầy Phật năm này được Phật chứng tâm cho con cùng ngủ bài. Chúng con biết được chúng này để ta đưa ra tiếp được trong một tuần trước. Oh,
Những mong chúng con được đáp đền,
nào ngờ cha đã sớm lên thiên đàng. Bên kia thế giới suối vàng, cha về đoàn tổ họ hàng tổ tiên. Một miền cực lạc bình yên, một nơi không có ưu phiền sân si. Âm dương muôn vàn cách ni, mong cha siêu thoát biệt ni cõi trần. Cha kính yêu ơi, giờ này trước giờ phước tiến đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng, cho phép anh chị em chúng con xin được nhờ đoàn kim nhạc thay lời, lấy lời ca tiếng hát thay cho tiếng khóc gọi cha lần cuối cùng qua nhạc phẩm Tình Cha. Thank you.
rào rỡ mừng vui. Khi đất nước đã hai miền sum họp, nước mắt mẹ, nụ cười con chào đón. Những tấm huân chương trên ngực cha tỏa sáng ngời. Cha trở về chỉ có bấy nhiêu thôi. Chiếc ba lô đôi dép mòn cũ kỹ. Cha bảo những thứ ấy đã từng là đồng chí. Trong khói bom súng đạn chiến trường, cha trở về với công việc đời thường. Mà những vết thương khi trời còn đau nhức nhối. Cha ơi con thương quá giọt mồ hôi nóng hồi rơi trên áo con màu trắng tung khôi. Cha chỉ là một người lính giữa dòng đời đang trôi, giản đơn như cây mọc lên từ đất. Cha ơi nhưng con biết có một điều duy nhất, cha lại là tất cả cuộc đời con. Đúng là một thời cha đội mũ gắn sau, lung linh tỏa sáng tự hào vinh quang. Hôm nay về với đời thường, vẽ phong bốn chữ giảng danh tổ đường. Một lòng cha theo đảng đạp cách mạng, nay về vẫn giữ nét kỷ cương. Nên thác xuống gành bao vượt khó, nay về vẫn giữ nét chân phương. Giờ này đứng trước linh sàng cha là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Cha là hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam. Cha đã một thời vì nước quên thân, vì dân phục vụ, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, cho đất nước nở hoa độc lập. Và để tưởng nhớ đến công lao to lớn đó của cha, đoàn kim nhạc chúng con xin được thay lời cho thế hệ trẻ hôm nay, xin được kính dâng lên hương linh người lính cụ Hồ, bản hùng ca đi cùng năm tháng vì nhân dân quên mình. Viếng của đoàn kim nhạc Ân Nghĩa đến từ cơ sở phục vụ tang lễ Trò Cói Ngọc Ký giờ này cũng đã được trung viên hoàn tất. Một lần nữa, đoàn chúng con xin được chia sẻ nỗi mất mát lớn lao cùng với gia đình đang quyến. Và trước hương án thờ cụ, đoàn chúng con xin được kính chúc cụ về nơi suối vàng cụ an giấc ngàn thu. Chúng con xin được cúi đầu thay lời chào tiễn biệt. Xin trân trọng kính mời các quốc bà trong ban giao trách lễ tăng của xã Đại Bản nên nghi thức tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Cử hành lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Dũng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin kính mời các đồng chí trong ban tổ chức lễ tang về trước linh cữu đồng chí Trần Đức Dũng. Xin trân trọng kính mời toàn thể gia đình tang quyến, các đồng chí đại biểu, các cụ, các ông bà cùng toàn thể nhân dân
tập trung về phòng tang lễ để tổ chức lễ chi điệu và đưa tang đồng chí Trần Đức Dũng được đúng giờ. Sau đây chương trình được bắt đầu. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Bàng, các quý vị đại biểu, thưa gia đình tang quyến cùng toàn thể bà con thân bằng cối hữu gần xa về dự lễ truy điệu hôm nay. Tọa hóa xưa nay cứ xoay vần, sinh tử là lẽ tự nhiên ở đời, niềm vui với 66 mùa xuân lây trôi theo những tháng ngày hát hiu, sinh ra một kiếp con người sớm ở tối về là lẽ thường thôi. Kính thưa hương hồn đồng chí Trần Đức Dũng, 66 tuổi đời, 43 năm tuổi đảng, đồng chí đã xa rời trần thế để về với vong hồn đất tổ nơi cõi vĩnh hằng, để lại cho gia đình, vợ con, cháu, làng xóm, họ hàng, nghĩa chị em tình đồng chí bao lối thương. Lén hương trầm thay lời vĩnh biệt, cầu chúc cho vong linh hồn đồng chí được siêu sinh tịnh độ. Trước khi cử hành lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Dũng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 45 tuổi đảng, hội viên hội cựu chiến binh, hội viên hội người cao tuổi, thành viên làng văn hóa Phụ Long, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin công bố quyết định ban chấp hành đảng bộ xã Đại Bàng về việc thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Trần Đức Dũng. Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng bộ huyện An Dương, đảng ủy xã Đại Bàng, số 39 QĐ-DU Đại Bản ngày 9 tháng 8 năm 2020 quyết định về việc thành lập ban tổ chức lễ tang căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ quy định số 24 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, hướng dẫn số 01 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng, quy định 06 ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ huyện ủy quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, xét đề nghị của Thường trực Đảng ủy xã về việc tổ chức lễ tang đối với đồng chí Trần Đức Dũng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 45 tuổi đảng. Ban chấp hành đảng bộ quyết định điều 1, thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Trần Đức Dũng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 45 tuổi đảng, gồm các đồng chí có tên sau: 1. Đồng chí Nguyễn Trọng Hoàng, đảng ủy viên, chủ tịch Hội nông dân, trưởng ban. 2. Đồng chí Phạm Thị Hường, bí thư chi bộ thôn Phủ Long, phó ban. 3. Đồng chí Văn Kiến Dũng, chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, ủy viên. 4. Đồng chí Bùi Huy Khôi, chủ tịch Hội người cao tuổi xã, ủy viên. 5. Đồng chí Nguyễn Sĩ Trọng, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Vũ Lâm, ủy viên. 6. Đồng chí Phạm Tế Phương, chi hội trưởng hội chi hội cựu chiến binh thôn Vũ Lâm, ủy viên. 7. Anh Trần Hải Bằng, trưởng Lam. Điều 2. Ban tổ chức lễ tang chịu trách nhiệm tổ chức lễ tang đồng chí Trần Đức Dũng theo quy định. Điều 3. Thường trực đảng ủy, các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm quyết định thi hành. Thay mặt đảng ủy, bí thư đã ký Nguyễn Thị Quyên. Trước khi tổ chức lễ chi điều, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Trọng Hoàn, trưởng ban lễ tang, lên thắp hương tuần nhang tiễn biệt đồng chí.
sinh ngày 3 tháng 2 năm 1956, quê quán thôn Vũ Long, xã Đầy Bàn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Chú quán thôn Vũ Long, xã Đầy Bàn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Huy hiệu 45 tuổi đảng, hội viên hội cựu chiến binh, hội viên hội người cao tuổi, thành viên làng văn hóa thôn Vũ Long. Đồng chí do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dùng đã được vợ và các con cháu đưa đi bệnh viện và được các y bác sĩ tận tình thuốc thang cứu chữa, nhưng đồng chí đã không qua khỏi. Dự lễ tang đồng chí có các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, bà con thôn làng, anh em bạn bè, đồng chí đồng đội, các bậc thông niên gia đã có chút thời gian về dự lễ tang và có những vòng hoa, những câu đối kính viếng đồng chí với tổng số là 14 vòng hoa, một vế câu đối nghĩa tình, vòng hoa của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, vòng hoa của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đầy Bàn kính viếng, vòng hoa của chi bộ thôn Vũ Long xã Đầy Bàn kính viếng, vòng hoa của làng văn hóa thôn Vũ Long xã Đầy Bàn kính viếng, vòng hoa của chi hội cựu chiến binh xã Đầy Bàn kính viếng, và 14 vòng hoa của các cơ quan, đoàn thể, các bậc thông niên gia, họ hàng, thân bằng, cố hữu gần xa kính viếng. Nghĩa tử là nghĩa tình, nhân dân trong thôn xóm ngoài làng đã dành thời gian tình nghĩa về đây chia buồn cùng gia đình nhà hiếu. Dự lễ truy điệu cũng là tình cảm dành riêng cho đồng chí và đưa tiễn đồng chí Trần Đức Dũng về nơi yên nghỉ cuối cùng. Thật là sinh tử nghĩa tình, thắp lén hương thơm mà lòng tưởng nhớ, thay lời từ biệt lúc tiễn đưa. Sau đây thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng kính mời đồng chí Văn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Đề Bàn, nên điều hành lễ phủ quân kỳ. Xin kính mời đồng chí. Công binh chú ý. Vào vị trí. Đi đều. Quốc. Mời các đồng chí cán bộ hội viên hội cựu chiến binh xã và túc trực hai bên linh cữu đồng chí Trần Đức Dũng, xin kính mời đồng chí. Vào đồng chí vào đứng thay người luôn, thay người vào đi luôn, đều bình đứng lên. Đằng sau, quay! Chỉnh đốn quân phục. Chỉnh đốn quân phục xong. Lễ phủ quân kỳ lên linh cữu đồng chí Trần Đức Dũng, hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam xã Đại Bản. Bắt đầu! Để tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Dũng, hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam xã Đại Bản, phút mặc niệm bắt đầu. Nghi lễ phổ quân kỳ đã xong. Kính mời các đồng chí cán bộ hội viên về vị trí để chờ tiếp đưa đồng chí Trần Đức Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính mời các đồng chí.
Theo chương trình, thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Bàng lên thắp hương vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Dũng. Xin kính mời các đồng chí. Kính mời đồng chí Nguyễn Sĩ Trọng, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ Vũ Long lên thắp hương vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Dũng. Xin kính mời các đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trọng Hoàng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã, trưởng ban lễ tang nên đọc tiểu sử tóm tắt đồng chí Trần Đức Dũng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn đồng chí Trần Đức Dũng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Đại Bàng, lãnh đạo chi bộ, thôn, làng văn hóa Vũ Nông, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thân bằng cố hữu gần xa và gia đình thân quyến đồng chí Trần Đức Dũng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tóm tắt tiểu sử và lời điếu trước hương hồn đồng chí Trần Đức Dũng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 40 năm tuổi đảng, hội viên Hội Cựu chiến binh, hội viên Hội người cao tuổi, thành viên làng văn hóa Vũ Nông. Đồng chí Trần Đức Dũng sinh ngày 3 tháng 2 năm 1956 tại thôn Vũ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Chú quán thôn Vũ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25 tháng 9 năm 1979 tại chi bộ Ban Chính trị Trung đoàn 165, chính thức ngày 25 tháng 9 năm 1980 tại chi bộ Ban Chính trị Trung đoàn 165. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đồng chí Trần Đức Dũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đông anh chị em, sẵn có truyền thống đấu tranh cách mạng với truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình đã hun đúc tinh thần nhiệt huyết cách mạng, tình thương yêu đồng loại thiết tha, lại sớm được tiếp nhận ánh sáng cách mạng của Đảng. Là một thanh niên, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 5 năm 1974. Quá trình tham gia công tác của đồng chí đã trải qua các chức vụ sau: tháng 5 năm 1974 đến tháng 2 năm 1977, đồng chí là chiến sĩ đơn vị tiểu đoàn 584, trung đoàn 5, sư đoàn 350. Từ tháng 2 năm 1977 đến tháng 3 năm 1978, đồng chí là chiến sĩ liên lạc tại đơn vị tiểu đoàn 6, bộ tham mưu quân đoàn 4. Từ tháng 3 năm 1978 đến tháng 9 năm 1979, đồng chí là học viên trung đội trưởng làm công tác chính sách dân vận đơn vị trung đoàn 165, sư đoàn 7, quân đoàn 4, làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia. Ngày 25 tháng 9 năm 1979, đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi bộ Ban Chính trị Trung đoàn 165. Từ tháng 9 năm 1979 đến tháng 2 năm 1981, đồng chí là thiếu úy trợ lý dân vận Ban Chính trị Trung đoàn 165, sư đoàn 7. Lúc này đồng chí tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Từ tháng 2 năm 1981 đến tháng 3 năm 1982,
đồng chí là học viên trường văn hóa quân đoàn 4, trợ lý tổ chức ban chính trị trường văn hóa quân đội quân đoàn 4. Từ tháng 3 năm 1982 đến tháng 5 năm 1984, đồng chí là trung úy học viên trường đảng quân đoàn 4, trợ lý tổ chức, trợ lý kiểm tra kỹ thuật đảng, bí thư chi đoàn, ủy viên chi bộ trường đảng quân đoàn 4. Từ tháng 5 năm 1984 đến tháng 4 năm 1986, đồng chí là trợ lý bảo vệ, bí thư chi bộ chính trị trưởng trường văn hóa quân đoàn 4. Tháng 4 năm 1986, đồng chí được xuất ngũ trở về địa phương. Từ năm 1987 đến năm 1997, đồng chí tham gia tại địa phương và là phó bí thư chi bộ, trưởng ban kế hoạch hợp tác xã nông nghiệp Xuyên Đông. Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 5 năm 2002, đồng chí là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn Vũ Nông, đảng bộ xã Đại Bản, huyện An Dương. Từ tháng 5 năm 2002 đến tháng 12 năm 2011, đồng chí làm kế toán, thủ quỹ hợp tác xã nông nghiệp Xuyên Đông. Từ năm 2016 đến năm 2018, đồng chí là phó trưởng thôn Vũ Nông. Từ năm 2020 đến nay, đồng chí sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn Vũ Nông, đảng bộ xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong những năm công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trung kiên của người đảng viên cộng sản, người cán bộ tận tâm, tận lực phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không sợ hy sinh gian khổ. Đồng chí còn có là cầu nối giữa tình hữu nghị Việt Nam Campuchia anh em, đã góp phần làm nên lịch sử vĩ đại của cuộc đấu tranh giành độc lập cho cả hai dân tộc. Đồng chí luôn kiên định vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, quyết đi theo con đường sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với công lao đóng góp của đồng chí đã được tặng bằng khen, giấy khen của Trung đoàn 350 Trường Văn hóa Quân đoàn 4 và huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong cuộc sống thường ngày, đồng chí luôn là người cán bộ, đảng viên được Đảng tin, dân mến. Đồng chí luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên tiền phong gương mẫu, có ý thức xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Về gia đình đồng chí, năm 1980, đồng chí xây dựng gia đình cùng bà Trịnh Thị Ngoan ở thôn Tân Thanh, xã Đại Bản và sinh hạ được hai người con trai. Các con của đồng chí đã trưởng thành và đã xây dựng gia đình, sinh được ba cháu. Các con, cháu và đồng chí trong gia đình đều luôn có cuộc sống ổn định và phát triển cùng quê hương đất nước trong sự nghiệp đổi mới của Đảng. Luôn sống cần kiệm, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Mọi người đều noi gương đồng chí, tích cực phấn đấu học tập, lao động sản xuất. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa các cụ, các ông, bà, trong giờ phút thiêng liêng của gia đình tang quyến, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Bản, chi ủy, chi bộ thôn Vũ Nông xin gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia quyến nội ngoại đồng chí. Chúng ta hãy đứng dậy và dành một phút mặc niệm đồng chí Trần Đức Dũng. Phút mặc niệm bắt đầu. Mời đại diện gia đình lên đáp từ. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các vị đại biểu, lãnh đạo đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, hàng xóm, thân bằng cố hữu và các bậc thông niên gia,
Anh tôi do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình, các con, cháu, anh chị em, nội ngoại tận tình chăm sóc, cứu chữa. Nhưng anh tôi đã không qua khỏi từ trần vào hồi 0 giờ 10 phút ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 66 tuổi. Nhận được tin anh tôi từ trần, các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, anh em, bạn bè đã đến phúng viếng và tận tình giúp đỡ gia đình chúng tôi, tổ chức lễ tang được trang nghiêm, trọng thể. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong được nhận sự cảm thông và lượng thứ. Sau khi tiễn đưa anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, thay mặt gia đình, anh chị em, gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các đồng chí đại biểu, các cơ quan, đơn vị, các cụ, các ông, các bà, anh em, đồng chí, đồng đội, các bậc thông niên gia, bà con, thúc xóm trở lại gia đình ăn trầu uống nước để gia đình chúng tôi có lời cảm tạ. Xin trân trọng cảm ơn. Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã lên làm lễ tiễn biệt đồng chí Trần Đức Dũng. Gia đình bỏ khóc cho tôi ra hoa không? Quân kỳ vào vị trí. Tiêu binh của quân kỳ chú ý. Thu quân kỳ. Đằng sau, quay! Quân kỳ và tiêu binh về vị trí, tiêu, quốc! Tiêu binh! Xin kính mời các đồng chí đại biểu và gia đình chuyển linh cứu của đồng chí ra lơi phần mộ. Tang lễ được cử hành, xin trân trọng cảm ơn. Trong giờ phút tống trung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng ông lung linh bóng nước in trời, in cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống thách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc yếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng, vang vọng một vùng quê dạo dực trong tim, rung động lòng người. Kể từ đây, ông đã mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con, với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Chính vì vậy mà cổ nhân xưa đã từng nói,
sinh ly dữ từ biệt, từ cổ tị toan tâm. Tạm dịch nghĩa là sự chia ly giữa kẻ sống và người chết, từ cổ đến giờ đều thấy cay ở mũi. Ngày nay một bậc vĩ nhân của nước ta cũng có câu: đành rằng sự mất còn là luật chung của tạo hóa, nhưng gặp lúc sinh ly tử biệt thì khó mà ngăn nổi nỗi xót thương. Có nỗi đau nào hơn nữa không? Đầu xanh đầu bạc quặn trong lòng, ra đi người để bao thương tiếc, nước mắt trào đau chảy vào trong. Con đường từ đây vắng bóng người, những chiều nhàn tàu bước dạo chơi, ngắm cảnh quê hương đang đổi mới. Giờ đã chia xa cảnh với người, người đi cảnh vật cũng âu sầu, rì rào cây lá rụng buồn đau. Quên sao người đã từng gắn bó, chưa tối từ đây biết tìm đâu. Đây cảnh xóm làng đất quê xưa, hòa cả lòng người đau tiễn đưa. Đưa cha, đưa chú về nơi ấy, mỗi bước đường đi mắt nhòa mưa.
đến với lễ tang ông hôm nay bằng cả tấm lòng. Đội trống, đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống, tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, ông luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi ông đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với tăng quyến như một nhà thủy chung như nhất. Khi đến gần huyện, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyện. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải qua bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây, nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người yên giấc mộng thu. Nghìn thu thơm thảo đất nước làng quê hương, ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh love.